Với combo 15 câu, 15 câu giá trị về kinh doanh là tôi đã tìm được cái nguồn gốc. Thì các bạn biết không, cái 15 câu này là của 15 câu này là 15 câu này là theo một cái bài báo là của ông Trần Chí Gia, tổng giám đốc công ty cổ phần MyMeco. Ông là một nhà giáo trong công người qua tại Cần Thơ. Đây là ông lấy từ một danh ngôn kinh doanh của Liễu Phố, Trần Văn Siêu ở Trung Quốc rồi về ông dịch. Các bạn thì rõ ràng là ông Trần Chí Gia thì dịch, nhưng mà của Liễu Phố, Trần Văn Siêu đó các bạn. Thì hôm nay tôi xin chia sẻ các bạn chủ đề thất bại là cái giá trả cho sự thành công, đúng không ạ? Thì trong cái 6 con đường khởi nghiệp dễ thành công của tôi đó, thì tôi có một cái chương thất bại không phải là mẹ thành công, mà thất bại là tội ác. Vì sao tôi đã nói như thế các bạn? Bởi vì thông thường khi đứng trước thất bại đó thì chúng ta phải lạc quan, chúng ta phải tự tin để chúng ta đứng dậy, thì nghĩ là đó là cái giá của sự thành công. Nhưng mà khi khởi nghiệp kinh doanh, nhất là các bạn làm chủ doanh nghiệp, các bạn làm chủ công ty đó, khi mà bạn thất bại mà phá sản đó, thì hàng chục người, hàng trăm người, hàng ngàn người họ phải lỡ dở, tan đàn xẻ nghé, họ mất phương hướng. Bởi lúc đầu họ tin là bạn, họ đi theo bạn, nhưng mà cuối cùng bị phá sản, bị thất bại đó, là ảnh hưởng tới đời sống gia đình của vợ con của họ. Nên tôi mới gọi là cụm từ là thất bại là tội ác. Rồi, tuy nhiên trong cuộc đời, trong cuộc sống, trong kinh doanh, thất bại là điều bình thường của trong quá trình kinh doanh, kể cả những người làm cái lĩnh vực khác. Thì theo theo thống kê, những tỷ phú, những doanh nhân thành công là họ thống kê là đổ gãy 3,8 lần, có nghĩa là có người 1 lần, có người hàng 10 lần, hàng chục lần, vân vân. Thì và những cái thanh niên sinh viên mà khi khởi nghiệp đó, thường là thất bại phải 95%, nghĩa là sau 3 năm thì 100 người khởi nghiệp thì 95 người sẽ thất bại. Bởi vì họ thất bại bởi vì nó thiếu nhiều cái kỹ năng, thiếu nhiều cái nguyên nhân. Nhưng mà quan trọng là những người thành công, tỷ phú doanh nhân các bạn, là họ có hàng trăm kỹ năng, rất nhiều, những tình huống nào họ xử lý nó cũng tốt. Còn thanh niên sinh viên mới ra trường thì kỹ năng thiếu quá nhiều, đúng không ạ? Mà thương trường nó là chiến trường, mà những tay mơ, những chú gà công nghiệp, những cừu non đó, ra đời thất nghiệp là thất bại. Mới những cái dấu đầu tiên khởi nghiệp là thất bại, là điều đó là bình thường vậy thôi. Thì hôm nay có một số câu chuyện về những người đã thất bại nhưng cuối cùng đạt được thành công lớn, để mà làm động lực cho chúng ta cứ cứ dựng bước tiến lên. Những câu chuyện này chứa đựng thông điệp bằng rằng thất bại không phải là điểm dừng, mà là một bước tiến để phía này về phía thành công. Câu chuyện về Thomas Edison, một nhà phát minh, nhà khoa học nổi tiếng. Ông đã thử nghiệm hàng ngàn lần để tạo ra bóng đèn đầu tiên. Mỗi lần thất bại, ông không bỏ cuộc mà lại nói rằng: "Tôi không thất bại, tôi chỉ tìm ra 10.000 cách không thành công." Cuối cùng ông đã thành công và phát minh ra đèn, bóng đèn. Ra bóng đèn có thể sử dụng, tạo ra cái nền văn minh nhân loại đã thay đổi. Câu chuyện thứ hai về Steve Jobs, người sáng lập của Apple. Trước khi thành công với iPhone và MacBook, Jobs đã trải qua nhiều thất bại. Ông đã bị sa thải khỏi công ty mà ông đã thành lập và cảm thấy thất vọng và bế tắc. Nhưng thay vì từ bỏ, Jobs đã sử dụng thất bại như động lực để tiếp tục phấn đấu và cuối cùng đạt được thành công vang dội, trở về công ty. Và câu chuyện cuối cùng là về về Rowling, tác giả của loạt truyện Harry Potter. Trước khi cuốn sách đầu tiên được xuất bản, Rowling đã gặp nhiều thất bại trong cuộc sống. Cô đã ly dị, không có công việc và sống trong cảnh nghèo đói. Nhưng cô không bỏ cuộc và tiếp tục viết. Cuối cùng, cuốn sách Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy đã trở thành một hiện tượng văn học và mang lại thành công vượt bậc cho Rowling. Thì trở lại vấn đề, thất bại là một từ ngữ mà ai cũng quen thuộc và ai cũng từng trải qua ít nhất một lần trong cuộc đời của mình. Đó là một phần không thể thiếu của hành trình thành công, là bí quyết và mở ra cánh cửa cho sự trưởng thành và phát triển cá nhân. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhìn nhận về sự thất bại, tìm hiểu tại sao nó là phần quan trọng cuộc sống và làm thế nào chúng ta có thể chấp nhận và vượt qua nó để đạt được sự thành công. Thất bại là một phần trong cuộc sống. Thấu hiểu rằng thất bại là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, chúng ta cũng học cách chấp nhận và đối mặt một cách nó kiên nhẫn và quyết tâm. Điều quan tâm là thất bại ít hay nhiều và chúng ta có đứng dậy được hay không mà thôi. Chúng ta không nên sợ thất bại mà nhìn nó như một phần tự nhiên của quá trình thành công. Quan trọng là chúng ta không bị đánh bại bởi thất bại và chúng ta học cách đứng lên và tiếp tục đi đúng hướng của mình. Thất bại là một phần của sự thành công. Trong một xã hội mà người ta thường coi trọng sự thành công và sợ hãi thất bại,
Việc chấp nhận rằng thất bại là một phần của sự thành công là điều quan trọng. Thất bại không chỉ là một dấu hiệu của sự yếu đuối mà nó là một bước đi cần thiết để tiến xa hơn trong cuộc đời. Thất bại là một phần không thể. Tuy nhiên điều quan trọng cách ta chúng ta nhìn nhận và xử lý nó. Thật ra thất bại không phải là một điều xấu mà là một bài học quý giá và một bước tiến về phía trước. Thất bại cũng là cách để chúng ta đánh giá đúng giá trị của thành công. Khi chúng ta trải qua nhiều thất bại, chúng ta nhận ra giá trị và ý nghĩa thật sự của cuộc đời. Nếu chúng ta không từng trải qua thất bại, chúng ta sẽ không thể đánh giá cao và trân trọng được những thành công mà chúng ta đạt được. Thất bại cũng là cái giá chúng ta phải tức đại bại là cái giá cho những sự nỗ lực vừa qua. Chúng ta không thể đạt được thành công mà không trải qua những thất bại. Thành công không đến một cách dễ dàng mà đòi hỏi sự cố gắng, sự hy sinh và khả năng vượt qua những thất bại. Nếu chúng ta muốn thành công, chúng ta sẵn lòng chấp nhận trả giá cho những cái vấp váp, cho những cái khó khăn, những vấp váp, khó khăn. Học hỏi từ thất bại, mỗi thất bại là một một cơ hội học hỏi, nó giúp chúng ta nhận ra những sai lầm của mình, hiểu rõ hơn những điều cần cải thiện và phát triển kỹ năng để trở thành mạnh mẽ hơn trong tương lai. Qua mỗi thất bại, chúng ta trở nên thông thái hơn, trưởng thành hơn và sẵn sàng đối mặt với những thách thức lớn hơn trong tương và những thách thức lớn hơn. Đó là đương nhiên các bạn. Mỗi lần chúng ta thất bại thì chúng ta sẽ bước qua và chúng ta sẽ gặp những cái trở lực lớn hơn. Nó sẽ cho chúng ta những trải nghiệm, nó sẽ cho chúng ta nó cho chúng ta những trải nghiệm quý báu và kiến thức mà không thể học được từ bất kỳ sách giáo khoa nào. Khi gặp thất bại, chúng ta phải xem nó là một cơ hội học hỏi, cải thiện và phát triển bản thân. Như câu thành ngữ nổi tiếng, thất bại là bước đệm của thành công. Về sự kiên nhẫn và sức mạnh tinh thần, thất bại thường đi kèm với sự thất vọng và tiêu cực. Tuy nhiên, việc vượt qua cảm xúc này, duy trì sự kiên nhẫn và sức mạnh tinh thần là chìa khóa để tiến lên phía trước. Những người thành công không phải là những người không bao giờ gặp thất bại mà là những người biết cách đứng dậy và tiếp tục hành động sau mỗi lần gục ngã. Cũng là một cơ hội để giúp chúng ta phát triển. Sự kiên nhẫn, sự kiên trì và sự đam mê. Chúng ta phải đặt một mục tiêu. Chúng ta phải đặt mục tiêu và nỗ lực để đạt được nó. Khi xảy ra thất bại, nó không phải là dấu chấm hết mà là dấu phẩy trước thành công. Chúng ta phải vượt qua và không bao giờ từ bỏ và không bao giờ bỏ cuộc. Bởi chỉ khi chúng ta không từ bỏ, chúng ta mới có thể đạt được thành công mong muốn. Về sẵn sàng nắm bắt cơ hội, thì thất bại là cơ hội chúng ta tìm kiếm những con đường mới, những cơ hội không thể tưởng tượng được trước đây. Khi một cánh cửa đóng lại, một cửa khác sẽ mở ra. Đôi khi những thất bại lớn nhất chúng ta chính là những bước tiến lớn nhất trên con đường đến thành công. Kết luận, thất bại không chỉ là một phần cuộc sống mà còn là một phần quan trọng của sự thành công. Nó là cơ hội để chúng ta học hỏi, phát triển và trưởng thành. Hãy nhìn nhận thất bại như là một bước tiến hành trình của bạn và hãy luôn sẵn sàng vượt qua nó để đạt mục tiêu lớn nhất của mình. Đây là bài viết của tác giả Lão Già Ngã Bài Sài Gòn, tức tiến sĩ Lê Công Tư. Thì tôi vừa trình bày các bạn vấn đề về thất bại là cái giá của sự thành công. Thì hy vọng rằng những ai đang gặp khó khăn, đang trở ngại, đang bị thất bại chung chung, đang bị khó khăn chung chung, đang bị những cái khủng hoảng ập đến, thì các bạn hãy tự tin, dùng hết cái nghị lực, sức mạnh của mình và lấy đó làm những bài học kinh nghiệm để cho bước đường tiếp theo. Tôi lưu ý các bạn vào tối thứ tư ngày lúc 7 giờ, lúc 7 giờ ngày 3 tháng 4, tôi sẽ tổ chức bài live stream những cái kỹ năng để mà trích dẫn tài liệu viết lên quyển sách để đời cho bạn. Cảm ơn các bạn.